Hello, em Cường xin chào các bác nhé. Vừa lái xe nhưng mà lại đọc được cái comment của cái bác này là bởi vì là có lên bác cái comment từ hôm qua nhưng em không để ý. Là em có mua con Rút ở Hà Nội thì có một bác comment mà nữ mà chạy khiếp thật, 60 km trên một ngày. Rồi thì có bác ở bên dưới lại comment rằng là gần 3 năm mà chạy 69.000 km, mỗi ngày bình quân chạy 160 km. Đi làm cũng xa đấy. Em không hiểu bác tính kiểu gì mà 3 năm mà chạy 160.000 km. Chạy 160 km trên một ngày. Nhân ra không biết nó là bao nhiêu các bạn. Đấy. Thì tiện có một cái bác ấy vừa gọi là hỏi em để tư vấn mua một con Cerato thuộc đời 2018 mà chạy đâu đó là tầm khoảng 2018 chạy khoảng 10 vạn. 2018 chạy 10 vạn mà đến bây giờ thì bác ấy bảo là như vậy chạy có nhiều hay không, và theo anh thì chạy bao nhiêu km mới là nhiều. Thì tiện đây thì cũng là kiểu như là do em được tiếp xúc với rất nhiều các dòng xe ấy, em xin phép được tư vấn các bác ở trên cái clip này là xin phép các bác để em lên xe hơi lạnh đấy. Ở trên clip này là một cái xe thì chạy bao nhiêu km thì gọi là nhiều đấy các bác ạ. Có những cái xe thì các bác thấy rằng là trên thị trường thì có những cái xe nào cũng thế, hàng chục năm rồi nhưng mà thấy đồng hồ công tơ mét vẫn là tầm khoảng 7 đến 8 vạn. Nhưng mà những cái xe đấy khẳng định 100%, khẳng định 80-90% là những cái xe bị tua lại. Còn những cái xe mà thực tế chạy như thế thì cực ít. Và theo như cá nhân em là một người buôn xe và người tiếp xúc với rất nhiều xe bán trong vòng mấy năm cũng được chắc phải sấp 4 năm như vậy thì cũng sấp xỉ hàng nghìn xe rồi. Đấy, và sấp xỉ hàng nghìn xe như vậy mà chưa kể là cái những cái xe, những con xe không mua được. Thì em tạm thời với kinh nghiệm của cá nhân, các bác có gạch có đá cũng được, nhưng đây là cái quan điểm của cá nhân em Cường, là một cái xe trung bình của một người dân đi ở cái tầm trung bình, không nói chạy ít hay chạy nhiều, đó là tầm 2 vạn một năm. Tầm khoảng 2 vạn một năm, vì đây nó chỉ là một cái gì đó rất là chung chung. Người chạy cực ít thì là 1 vạn một năm. Đấy, mà người chạy nhiều lắm thì không nói đến dịch vụ, người chạy nhiều hơn thì tầm 3 vạn một năm. Đấy. Thì khi mà chạy, em nói đến cái trung bình đi, trung bình là 2 vạn một năm đi. Vậy một năm họ chạy được 2 vạn thì một ngày họ chạy trung bình tầm khoảng 50-60 km. Đấy. Vậy thì một ngày mà chạy 60 km có nhiều như cái bạn vừa comment bảo là chạy kinh thật. Một ngày nó tận 60 km. Thì theo các bác là một ngày chạy 60 km có nhiều không? Đi cái ô tô. Đấy. Thì trước khi trả lời câu hỏi có nhiều hay không thì em xin phép chia sẻ các bác một chút như thế này. Đợt vừa rồi, gần một tháng vừa rồi là em có tiến hành đạp xe vào buổi chiều, đạp tranh thủ sử mua một cái xe đạp điện. Em mua cái xe hơn 10 triệu, em mịch mua cái xe 20 triệu, bởi vì em mịch em nặng hơn, phải xe xịn không nó gãy vành mất, các bác thông cảm. Đấy, là phải mua cái xe đấy, và em đạp xe từ đây về cái quán cà phê em mở dưới nhà là 12,6 km, và chiều nào thời gian em đạp tầm khoảng 40-45 phút. Thì ngày nào em cũng đạp về vào tầm 5-6 giờ chiều em đạp về đó. Đấy, sau đó tầm 10 giờ, 10 rưỡi là em đạp từ đó lên đây. Thứ nhất là về đấy cho nó mát mẻ, cho nó vui. Thời tiết này hơi rét nhưng mà các bác bảo là về mát mẻ thì có lẽ là các bác cười cho đúng không? Nhưng mà thực chất em về đấy em xem qua quán rồi quản lý quán một chút. Thì tối nào cũng vậy. Và nếu mà như vậy thì ngày nào em cũng đạp xe ở cái mức là tầm khoảng 25 km. 25 km một ngày mà em đạp theo kiểu tranh thủ. Đấy. Em khẳng định có những cái bác đạp xe đạp một ngày họ đã đi được 60 km, chuyện rất là bình thường luôn. Và đấy là cái thời gian họ tranh thủ thể dục thể thao mà họ đã đi được 60 km trong một ngày. Các bác cứ, có bác nào đạp xe đạp ở đây không? Ngày chạy 50-60 cây không? Cho em xin một comment. Chạy rất là bình thường. Còn nếu như cái loại đạp xe vài cây, 3-4-5 cây xong đạp về thì cái loại đấy thì không phải cái loại đấy, mà là cái đấy là cái rất, chuyện rất là bình thường. Hàng chục cây một ngày thì chuyện là bình thường rồi. Còn như em còn đạp được đến 25 cây một ngày. Đấy, khi mà quen rồi thì em thấy đạp từ 12, 13 cây từ dưới đấy lên đây cảm thấy nhẹ nhàng lắm, không vấn đề gì. Thì những cái bác mà đạp chuyên nghiệp, những cái bác mà đam mê đạp xe, thể dục thể thao đạp xe thì ngày 5-60 cây không là vấn đề gì hết. Và đấy chỉ là cái thời gian tranh thủ của họ đạp thôi. Sáng đạp tí, chiều đạp tí là ngày 5-60 cây ngay. Đấy, thì đấy, các bác thấy đấy, đạp xe mà còn ngày như em đã được 25-30 cây thì tại sao đi cái ô tô 60 cây các bác bảo nhiều? Các bác thấy thế nào ạ? 60 cây các bác còn nhiều. Bây giờ các bác giả sử các bác đi làm tầm khoảng 10 km, quay về 10 km, đi lại ăn sáng ăn trưa linh tinh cũng là 25 km rồi. Mà nếu mà đã 25 km như vậy thì đấy là một người đi ít rồi.
đấy là em đang nói là đi làm không ấy, chưa kể mỗi một cuốc các bác và anh em đi tỉnh nọ tỉnh kia vài trăm km quay về trong vòng 1 ngày 2 ngày thì lại hàng 10 ngày sau nó tính số km vào tương đương với 10 ngày sau các bác đi làm luôn. Đấy. Thì nếu mà trường hợp mà đi như vậy, làm như vậy, hàng ngày đi 10 km đi loằng ngoằng các thứ tinh khoảng tầm 25 km thì đã là một năm đâu đó khoảng tầm 1 vạn rồi. Đấy là rất ít. Bây giờ ngay cả các bác đi mua một con xe nào đó chính chủ hay là xe mua xe một vài chủ đi chăng nữa mà 10 năm. Em nói ví dụ như cái năm nay 2024 mà các bác mua cái xe nào năm 2024 mà xe chạy 10 vạn thì các bác bảo rằng xe có vẻ chạy ít thế. Đấy, 10 năm rồi chạy 10 vạn lại bảo chạy ít. Thế bây giờ nếu mà 10 năm mà chạy đâu đó 20 vạn thì các bác lại bảo chạy nhiều. Đấy, thì thực ra mà nói thì nếu mà để chạy 2 vạn để mà chạy 2 vạn trong vòng 1 năm ấy thì chuyện bình thường thôi. Ngày 50 đến 55 60 km một ngày. Thì đấy là một cái mà theo các bác theo em cân đối thì 50 60 km một ngày là rất là bình thường khi mà mua một cái ô tô. Khi mua cái ô tô là như thế, nó rất là bình thường. Đấy. Còn bây giờ mua một cái xe cũ ấy, thì nói thật các bác là nhiều người hay là người người trong dân chúng ta này mua xe về ấy, nhiều nhiều bác và nhiều anh em là mua xe về không phải là chỉ đi đi mỗi cái việc công việc là đi làm. Đi chạy thêm dịch vụ là bình thường. Đấy. Thì ví dụ vào thứ những người làm công chức các thứ ấy, thì vào thứ sáu thứ bảy họ thứ bảy chủ nhật họ rỗi thì ai đi đâu đó họ lại làm cuốc thì các bác biết rồi, lương công chức thì có phải là ai cũng giàu đâu, ai ai cũng được nhiều tiền đâu, lương có thể là 7 triệu 8 triệu 10 triệu gì đấy nhưng vào có chi phí nữa mà không kiếm thêm đi 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 chạy xe kiếm thêm một tuần được một hai cuốc gì đấy để kiếm được tiền xăng để phải chạy trong tháng thì có lẽ rằng là những cái bác chạy công chức như vậy là cũng cũng khó bởi vì là bây giờ để mà mua một cái ô tô thì giờ là rất là dễ, hai vợ chồng công chức hai vợ chồng giáo viên giờ mua cái xe rất là dễ, nhưng để mà duy trì được cái xe thì phải nói rằng là nó cũng là một gánh nặng cho một người vợ chồng công chức, bởi vì là ở Việt Nam chúng ta ấy thì tiền lương của công chức không được cao lắm nếu không có lậu, nói thẳng các bác nếu không có lậu thì không được cao đấy, thì những cái xe như thế bây giờ mua về không phải đi gần như là đi gia đình mà là sao họ đi kiếm thêm cả dịch vụ nữa. Đấy, từ ngày thứ sáu thứ bảy có thể làm hai cuốc để chạy vài trăm cây là chuyện rất là bình thường, vậy mỗi một tuần vài trăm cây đó cộng với thời gian đi làm đó thì một năm chạy 2-3 vạn là rất là chuyện bình thường thôi. Còn nếu như mà các bác nào mà bảo là giá xe mà chạy dịch vụ mà một năm 2 vạn 3 vạn ấy thì cũng ăn cháo, nếu mà nghề chuyên gọi là cái nghề chính mà là chạy dịch vụ ấy, thì một năm mà chạy 2-3 vạn thì chắc chỉ để đủ duy trì cho mỗi cái xe, gần không 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 làm được cái gì cả. Đấy. Vậy thì một cái xe thế nào là chạy nhiều, thế nào là chạy ít thì nó là một cái định nghĩa gì đó mà hơi khó ấy, các bác ạ. Đấy. Chỉ có điều rằng là khi mà các bác đi mua xe cũ ấy, xe chạy nhiều thì đương nhiên là rẻ hơn xe chạy ít. Nhưng cái vấn đề là mình phải cần biết, cần xem được cái xe nào chạy nhiều, xe nào chạy ít. Đấy. Ví dụ như trưa hôm nay em mua con xe con Atche đấy chẳng hạn. Đấy, ban đầu thì em nhìn nói thật với các bác nhìn vô lăng liếc các thứ là mình đã hơi ngợ ngợ nó không thể chạy ở cái tầm 4 5 vạn được. Thế nhưng mà sau xem xuống thì thay một đời lốp, phải thay một đời lốp mà quả lốp ở bên kia vẫn còn thì đâu đó khi mà khách mua nó đã chạy được tầm khoảng 5 6 vạn rồi, sau đó là 1 2 vạn khách chạy tiếp theo thì con xe mà em mua trưa nay nó chạy đâu đó khoảng tầm 7 8 9 vạn gì đấy. Đấy. Thì có như hôm trước lại có cái bác comment em có bảo rằng con xe này chạy khoảng 8 vạn đến 10 vạn. Thì có bác lại vào nhảy vào comment lại bảo rằng là dạo này lại có cả ô tô chạy khoảng km nữa cơ à. Thì bây giờ không chuẩn được thì phải khoảng ấy biết làm nào. Phải không các bác? Đấy, thế cho nên là anh em đi mua xe cũ các thứ ấy thì cố gắng làm sao để trang bị cho mình một chút kinh nghiệm xem xe để mà biết được cái xe chạy nhiều hay xe chạy ít. Bởi vì nói thật ra về cơ bản thì mua thì cũng vẫn mua được thôi chứ có nó thiệt thòi. Một con xe chạy 10 vạn, một con xe chạy 5 vạn, đương nhiên là mình mất đi đâu đó 10 15 triệu nó xót ruột, đúng không các bác? Bởi vì cái giá trị của cái xe nó không đúng so với cái thực tế. Thế thành ra là nếu như anh em nào mà đi mua xe thì cố gắng làm việc đấy nhá. Đấy, còn cái video này thì xin phép gửi tới cái bạn chả biết bạn ở đâu vừa gọi điện cho em ấy thì theo anh thì cái xe thì chạy thế nào là nhiều thế nào là ít ấy. Đấy, các bác comment thử xem là chạy bao nhiêu nhá. Xe của em thì đã chạy hơn 7 vạn rồi, xe 2021 đây, xe này đây, con xe tàu đây. Đã chạy hơn 7 vạn rồi, đời 2021 mà em chạy nó gọi là con xe đăng ký tháng 3 năm 2021 đã chạy hơn 7 vạn rồi. Vậy 22 23 24 chạy cứ cho là tầm 3 năm đi. 3 năm thì em đã chạy 7 vạn trung bình là 2 vạn mấy rồi mà các bác biết rồi đấy, thi thoảng em mới lấy em chạy đi đi mua ô tô thôi còn bình thường thì em có ấy đâu, em có lấy chạy đi mua ô tô đâu.
Em toàn lấy những cái xe của cửa hàng đi luôn thôi. Còn xe của em là thường việc cá nhân, thi thoảng về quê. Đấy, thi thoảng đi đâu đó việc cá nhân của mình, hai vợ chồng đi chơi hay đi đâu đó. Và cái chuyến xa nhất của em đó là đi xuyên Việt, đi vào tận tất cả các tỉnh miền Tây, vào tận nói chung là giáp miền Tây, giáp 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 kịch rồi, tận Hà Tiên rồi. Đấy, xe tàu em đi tận vào đấy rồi. Ok, nói chuyện lan man mãi thì có một chút chia sẻ thôi. Bác nào, anh em nào chịu khó nghe thì follow ủng hộ em Cường nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhá.